Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm qua ngày 16 tháng 6, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp các đoàn đại biểu đến chúc mừng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lãng hoa chúc mừng Báo Nhân dân. Đoàn đại biểu các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ người làm báo nhân dân, cảm ơn báo nhân dân đã luôn đồng hành hỗ trợ trong công tác thông tin tuyên truyền và mong muốn trong thời gian tới, báo nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành với các đơn vị trong công tác phối hợp truyền thông. Đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn lời chúc tốt đẹp của các đoàn đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh với trọng trách là cơ quan ngôn luận của Đảng, báo nhân dân luôn tích cực hỗ trợ các báo ở địa phương trong định hướng tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng tới nhân dân. Đồng thời báo nhân dân cũng đã và đang gắn kết chặt chẽ với các báo tạp chí của Đảng về chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng báo Đảng trở thành xương sống của nền báo chí cách mạng nước nhà, là ngọn cờ tư tưởng, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Cùng ngày, đồng chí Đinh Như Hoan, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng một số đoàn đại biểu khác đến chúc mừng Báo Nhân dân nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, các đoàn đại biểu Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai cùng một số đơn vị khác cũng đến và chúc mừng Báo Nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.